Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Diệt Khải của mình nha. Diệt Khải chúc em xem video vui vẻ mà. Chung là vừa rồi có một cái người bạn cũng chơi cùng server cũ bán một gia truyền khá cả chín hở thổ. Nói thiệt anh em là mua thì mua mang cho tạm cho vui, chứ còn cái nghĩ thì gia truyền là nhìn cùi bán rồi. Đâu thiệt anh em, đúng cùi luôn nè. Chung là mang cho tạm, còn thiệt thiệt anh em chứ mang cái này mang cho có, nhưng còn sau này cũng bỏ ba cái này không anh thua, ba cái này sốt thôi. Thì cái ba cái này bên server kia quên cho xe xài, server này thì anh em thấy đồ chắc vãi nồi, mà không mua thì nó lại yếu, mà mua thì nó lại được hơn khỏe là một tí anh em. Tiệm tiệm dày, tiền dày cái là cả 15 trở lên, xúc vài triệu cũng được, nhưng không có xanh. Hải Thành nhìn mây phiêu lãng, và lên chín ánh trăng đầy lại lên chín năm rồi sơn. Ngọn đèn thì quyền cả trong mang nhà đêm bên bạn bên mẹ nè. Ký ức vô lần xưa. Ủng hộ anh dai nhé. Bánh bạc bánh bè nè. Bây giờ server không có đồ mua mà biết mua cái gì. Giờ nói thiệt anh em, ví dụ có cái chuyện khác cả 15 đồ, 14 đồ, 15, 16, 17 đồ, 2, 3 triệu cũng mua anh em. Tâm này nói thiệt anh em, không có đồ đâu mà mua. Đó, anh em thấy không? Giờ gia chiên này anh em thử nghĩ đi. Server kia thì gia chiên này thiệt anh em, 1 kim, 2 kim không ai thì mua. Bữa này mua gấp 3 lần anh em thấy chuyện khác cả chín. Vãi cả rồi. Chưa em ơi, chung tầm này làm được. Ok, thêm ông này. Đó, nói chung là mua được 5 kim là mua đủ xài nè. Chung là nó không được VIP đó nhưng mà đủ xài. Đó. Hello, ok, cảm ơn ba, cảm ơn Giang vừa donate 50k nha em ơi. Cảm ơn Giang nhiều nha. Giang Gaming. Đó, được gia truyền khá cả chín. Mất hết 140 máu rồi nè, mất 100 mấy mươi mấy chục sinh khí. Chung là chấp nhận thôi, giờ biết sao giờ. Ơi, anh em xem video này vừa nó mua gia truyền thì đừng quên cho một like chia sẻ anh em à. Cho anh em xem lại ít đồ, nói chung là đồ khá chưa là khá đồ ăn ít đồ dùng rương nữa, đỡ lên đảo sâu anh em. Này thì cứ tà đánh vui thôi. Đồ hồi nãy đánh xém lên top nha, 40 phút đầu được top 8, top 9, top 10 rồi, mà phút cuối hết lag chung rồi. Hết lag là tụt top luôn, vãi nồi. Chỗ tầm này đánh 70 chó nè, 70 chó mà lại 65% đánh cũng được, chứ không phải không được. Đánh 40 phút top ngon lành, tấm 8, 9, 10, 8, 9, 10 liên tục. Phút cuối không ăn được tour nào. Phút cuối ra chết không ăn được tour nào, mới mất top luôn. À, nhỏ, hết 15 phút cuối bay top luôn, với lại hết lag nữa. Thế server này đánh tầm này không có kháng nhiều, không có kháng lôi nhiều, dở chết lắm. Ra giao tranh là chết rồi. 12 giờ up cấp được nha, 12 giờ up cấp được nha. Anh em xem mua cho chuyện đừng quên cho một like nha anh em. Đầu tư từ từ, bây giờ tầm này server không có đồ thì cứ sắm từ từ thôi anh em. Sau này có đồ VIP sắm tiếp nha. Cái này thì mang cho tạm chứ không phải đồ nô một gì đâu anh em, đồ cùi thôi.